Vâng, em Tuấn Ô Tô Cúc Hải Phòng xin kính chào toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng toàn thể quý anh chị bạn đã quay trở lại kênh mua bán trao đổi ô tô cúc của em Tuấn đến từ Hải Phòng. Hàng nóng vừa cập bến các bác nhé. Đó, chiếc Hyundai i10 được sản xuất năm 2014 với động cơ 1.0 số tự động các bác nhé, số tự động ạ. Thế em này nó mang nước sơn màu trắng ngọc màu bạc nguyên bản theo xe các bác nhé. Một mẫu xe chuẩn gia đình như lại không taxi dịch vụ gì. Thì sơn zin bên ngoài của nó dường như là đẹp nét căng rồi các bác này. Tất cả hệ thống đèn của nó vẫn là sáng bóng sạch sẽ, không hiện tượng ố vàng. Cũng như là phần mặt nắp capo của nó không có cong vênh méo mó chỗ nào cả. Tất cả khe hở rất là đều đẹp, trang bị đầy đủ hệ thống đèn gầm. Em này hiện tại mang biển Ninh Bình Dê Núi 35A04202 đấy. Thì với các bản số tự động 2014 này bên em đề xuất bán với giá chỉ có hơn 300 triệu chút thôi. Chính xác là 312 triệu là bên em báo rút sơ hỗ trợ vận chuyển các bác nhé. Đấy, thì bác nào quan tâm mẫu xe này thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Xe vừa về cho nên em đánh ra luôn, quên cả chìa khóa. Khóa khiển em này là khóa start top cho nên là bác cứ chạy thoải mái vòng xa xa tí. Cứ để nguyên máy là mình chạy được, không cần phải chìa khóa đâu bác ạ. Thì em này là tất cả hệ thống tay nắm cửa cũng như nẹp chân kính đều được ốp lớp mạ chrome rất là đẹp, bảo quản chống xước rất là ok. Thì đây các bác này, khe hở của cái phần ngoài mặt cản ca lăng nối với phần thân vỏ này của nó rất là đều đẹp này. Hệ thống lốp dép em này mới là khoảng tầm 80%. La răng thâm, la răng đúc nguyên bản theo xe cực kỳ đẹp. Tất cả hệ thống tôn gầm của nó này, hệ tôn gầm của nó ấy cực kỳ là sáng bóng sạch sẽ các bác nhé. Sáng bóng sạch sẽ, không vết han gỉ vàng ố gì cả. Cũng được gọi là tơn lớp sơn chống thấm trong han gỉ, cực kỳ là ok. Đấy. Phần da chắn bùn của nó còn nguyên zin nguyên bản theo xe các bác nhé. Tôn vỏ bên ngoài thì con này đó sơn zin còn rất là nhiều, còn đâu đó khoảng tầm đến 85% các bác nhá, 85% là sơn zin, trừ những vết xước xác bên cản thông sơn ra. Thì toàn bộ hệ thống sơn còn lại là sơn zin theo nhà máy. Đây thì toàn bộ cái phần gọi là tôn vỏ cua lốp phía bên lái các bác nhá, phía sau bên lái đây. Nó chưa một hiện tượng dấu hiệu gì gọi là han gỉ mục moạt cả, cũng như là lớp sơn chống thấm chống han gỉ rất là dày. Nó bảo quản phần tôn bên trong cực kỳ là tốt luôn các bác này. Chưa một vết gọi là hang gỉ mục mọt vàng ố nào cả, rất là đẹp. Cái lò xo giảm sóc này qua thời gian sử dụng thì nó cũng ngả một chút màu, nhưng hoàn toàn là chưa có lỗ nào gọi là nó thủng hay là mục gì cả, cực kỳ ok luôn. Sơn xi đẹp nét căng thân vỏ, cánh cửa khi đóng vào này, đường gân xe của nó còn nguyên zin nguyên bản này, chưa vết gò nắn gì cả. Cánh cửa đóng vào thì rất là khít luôn, tất cả phần cản sau lối thân vỏ cũng thế, khe hở rất là nhỏ. Em này trang bị đầy đủ hệ thống 4 cái cảm biến lùi cũng như là camera lùi đầy đủ rồi. Đấy, nó hỗ trợ phần tầm nhìn phía sau cực kỳ là tốt. Hệ thống sơn xi của phần gọi sơn gầm cực kỳ là dày, nó bảo quản phần sơn của tôn gầm bên phụ cũng thế, cực kỳ là đẹp nét căng luôn các bác nhé. Đấy. Thì thân vỏ em này thì đẹp nét căng rồi. Cái phần tay nắm cửa phía trên này nó được tích hợp phím khiển, công tắc gọi là khóa cửa rất là ok. Đăng kiểm dài tận tháng 2 năm 2023 các bác nhé. Sơn xi ngoại thất cũng như là tất cả tôn vỏ bên ngoài dường như là không có hiện tượng gì gọi là xô lệch cả, cũng như là chưa vết gò nắn nào. Đấy. Khoang nội thất thì là bọc lớp ghế da màu đen, cực kỳ đẹp luôn, sạch sẽ thơm tho. Sàn thì là sàn da các bác nhé, sàn da này nó cực kỳ là dễ dàng vệ sinh, cũng như là phần độ thêm cái đèn ở dưới này nữa này, độ thêm cái đèn ở dưới này nữa cực kỳ đẹp luôn. Trong cái vật về cái phần thẩm mỹ của này cực kỳ là đẹp. Đây mặt táp ly của nó này, vân sần còn rất là đẹp luôn. Mặt táp ly của nó dường như vân sần hiện tượng hao mòn rất là ít. Đấy, ngay ở phần cái phần nhựa gọi là nhựa màu này cũng thế này, camber này, tất cả hệ thống gọi là keo chỉ của nó này, không mất phần keo chỉ nào cả. Xem vừa mới về, điều hòa vẫn còn mát lạnh. Đấy, thì cái màn hình giải trí của em này lên màn hình Android, có tích hợp cả định vị toàn cầu cũng như là hệ thống gọi là sim thẻ, hệ thống sim thẻ cũng như là Bluetooth các kiểu đầy đủ các bác nhé. Trang bị đầy đủ cái hệ thống gọi là màn hình camera hành trình đầy đủ các bác. Đấy, hệ thống gọi là vô lăng củ số nó đẹp nét căng luôn này, vô lăng của nó là các bác này, đẹp nét căng luôn, tích hợp phím khiển cũng như là hiện tượng hao mòn rất là ít. Đấy, chủ cũ cũng là tương đối là cá tính, trẻ trung, cho độ một vài cái mặt logo, cái mặt icon trông rất là đẹp luôn. Đấy, trông rất là phong cách nhí nhảnh. Về cái phần mặt táp lô của nó các bác này, hiện tượng hao mòn dường như là không có nhá.
Trần em này là trần nỉ nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản theo xe. Các bác nào mua về phải cẩn thận để bọc thêm cho mình một lớp túi ni lông vào nữa. Nó bảo quản trần này cực kỳ ok, không bao giờ mà có hiện tượng gọi là nó ố bẩn gì cả. Đấy, rất là đẹp. Vô lăng củ số của nó này, phanh tay của nó các bác này. Phanh tay của nó đây, hiện tượng hao mòn dường như nó không có này. Tất cả hệ thống ghế của nó là ghế chưa rách một chỗ nào cả. Sạch sẽ thơm tho. Nói chung xe mà vừa đánh về mà em mang quay luôn thì em phải tự tin nó đẹp như mức độ như nào các bác phải. Thì các bác hiểu đấy, nó cực kỳ đẹp luôn, rất là đẹp, sạch sẽ. Nói chung không cần phải dọn rửa gì cả, chắc là chỉ qua rửa qua nước lã phần tôn vỏ bên ngoài thôi. Những cái vết bẩn thôi là nó hoàn toàn như mới, đẹp nét căng luôn. Tất cả phần ốc bản lề của nó coi, vuông hẻm sắc cạnh này, chưa có ra một con ốc nào cả. Cực kỳ là đẹp luôn, zin toàn tộc. Hệ thống ốc bản lề phía cánh phụ đằng sau các bạn. Những con ốc của nó là nét căng luôn. Còn đây là tổng thể cái phần gọi là khoang lái mà khi ngồi bên trong phía sau, mà khoang hai hàng ghế sau này mà nhìn lên cái phần gọi là khoang lái này, nó trang trí bố cục cực kỳ đẹp luôn. Chủ tương đối là cá tính, độ phải nói là rất nhiều đồ chơi. Nói chung là full option rồi, các bác mua về sẵn đổ xăng thay dầu chạy thôi. Với cái bản 1.0 này thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng i10 số tự động này nó khoảng 6,5 lít cho đến 7 lít trên 100 km thôi các bác nhé. Đấy thì em này là tích hợp cả hệ thống phanh ABS cũng như là túi khí đầy đủ, máy eco các bác, máy eco thì nó cực kỳ là lành lặn luôn. Đó, tiết kiệm nhiên liệu cũng như là mọi thứ về phần ốc bản lề của nó này, vuông hàm sắc cạnh này, chưa ra ốc nào sơn xi thì zin đến tầm 90%. Sơn zin cực kỳ đẹp luôn. Mặt táp ly của nó cũng thế này, vân sần nổi rất là đẹp. Cũng như là cánh của nó thì keo chỉ hoàn toàn nguyên zin, chưa phất keo, mất phần keo chỉ nào. Cánh cửa đóng thì rất là chắc tay. Đấy, mọi thứ phần keo chỉ của nó thì không hoàn toàn là, các bác yên tâm là trước hiện tượng va chạm đông đụng gì cả. Còn nếu những cái va chạm xước xác ra thịt bên ngoài thì không thể tránh được. Xe đã qua sử dụng này. Cái giải đèn led dưới phần này, nó ốp một lớp gọi là chrome. Ốp lớp chrome ở đây nó bảo quản chống sức. Cái phần sàn này cực kỳ ok. Đấy, nhập khẩu, em này nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc các bác nhé. Hàng nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc thì các bác yên tâm về phần tôn vỏ của nó này. Mà được cái đó là số tự động nữa, 2014, chạy xe đi đường dài rất là nhàn. Đấy, mặt táp ly của nó như mẫu xe thông thường khác thì nó tích hợp hệ thống gương kính chỉnh điện cũng như là gương kính cụp xe và công tắc tổng lên xuống kính, mọi thứ rất ổn, nắp ok rồi. Cái ô đô của em này, ô đô chuẩn là 7 vạn 5 này các bạn này, 7 vạn 5 ạ, ô đô rất là ok, chạy rất là ít luôn, cho nên là cái hiện tượng hao mòn của nó dường như là xuất hiện rất là ít luôn, một vài chỗ thôi ạ. Còn đâu tổng quan phần khoang máy của nó này, máy vẫn nổ từ lúc mà em đánh ra đêm quay khoảng được hơn 10 phút rồi. Máy nổ rất là êm luôn. Máy em này thì hoàn toàn là mộc mạc, chưa có qua vệ sinh dọn rửa gì cả. Hiện tượng rung lắc cũng rất là ít. Hiện tượng rung lắc cũng rất là ít, dường như là không có luôn ạ. Đấy, khoang máy hiện tượng này hoàn toàn là nó rất là khô, như là không có hiện tượng gì gọi là kỳ dầu cả. Đấy, tất cả phần gọi là đầu răng của nó này, ốc, những con ốc bản lề của phần nắp capo cũng còn nguyên zin các bác nhé. Và những con ốc của bên tai đèn này, chưa có dao ốc nào cả. Nó zin toàn tập luôn. Ốc chân máy cũng thế này, vuông hàm sắc cạnh này, keo chỉ mặt máy còn nguyên zin này các bác. Keo chỉ mặt máy còn nguyên zin, em cam kết các bác em này, keo chỉ cột cào đấu hết mọi thứ này còn nguyên zin, chưa hiện tượng va chạm đông đụng gì cả. Ngay cả phần sơn xi hai bên hồng sườn này rất là mỏng, vỏ ma tít rất là ít. Xe đẹp nét căng luôn các bác nhé. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như là Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Em cung cấp thông tin hình ảnh cũng như làm việc thương lượng giá cả với em qua trực tiếp số điện thoại cũng như Zalo của em. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Mẫu xe Hyundai i10 nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc với động cơ 1.0 số tự động. Đấy, giá chỉ có hơn 300 triệu rút thôi, 312 triệu là bên em bao rút hồ sơ. Không mua xe này thì mua xe nào các bác? Tất cả hệ thống gọi là chấm sơn 7 màu của nhà máy của xe đời 2014 này còn rất nhiều luôn. Dường như là tất cả những con ốc ở trong khoang máy là chưa ra một con nào cả. Khoang máy thì khô ráo, hoàn toàn mộc mạc, chưa có qua vệ sinh dọn rửa cũng như là phủ lớp dầu hỏa nào cả. Trông nó rất là ok luôn. Về phần hơi thở của em nói này, hơi thở của nó em bác này,
khi mà rút cái que tăm dầu lên hoàn toàn không hiện tượng khói nào cả, không một tí khói nào trong cái phần mặt máy nó bay nào. Xăng măng rất là kín, rất là ok. Đấy, keo chỉ mặt máy nguyên zin thì ok luôn. Thế quay qua một chút gầm của nó nữa các bác nhé. Quay qua một chút gầm của nó, tôn vỏ phía gầm bên nó nữa. Đấy, gầm của nó các bác này không có hiện tượng gồ ghề nào, chảy xước nào cả, rất là đẹp luôn. Và tổng quan cái phần gọi gầm của nó này, sáng bóng sạch sẽ, không có mối hàn nào lạ, cũng như không vết gò nắn nào, cực kỳ đẹp luôn. Kiểm tra tích cốp em này này, cốp em này cực kỳ là động, còn nguyên cái giá nỉ để dụng cụ cá nhân phải nói cực kỳ ok, hợp lý luôn. Phần đầu răng, phần đường máng nước này, tất cả lỗ đinh tán, lỗ kỹ thuật của nó này, tất cả mối hàn của nó còn nguyên nguyên zin của nhà máy luôn, chưa hiện tượng gò nắn lại. Những con ốc bản lề của phần cốp cũng thế, còn nguyên zin các bác nhá. Thế đây là phần keo chỉ bên phía bên phụ đây, cũng như phần đường máng nước bên phụ này, mọi thứ này tôn vỏ nó rất là đẹp, hoàn toàn không hiện tượng than gỉ vàng ố gì cả. Nói chung là keo chỉ em này thì zin đen đẹp rồi, cam kết các bác, các bác thoải mái mang ra gara test mất phần keo chỉ nào em tặng xe các bác luôn. Thế đây là phần gọi là cốp, phần cốp cũng như phần sàn của nó này, hoàn toàn không hiện tượng han gỉ mối mọt gì cả, lớp tôn vỏ bên trong rất là cực kỳ là sáng đẹp luôn. Đấy, thì vừa rồi em Tuấn ô tô cũ Hải Phòng có quay qua báo giá các bác mẫu xe hoàn toàn mới về, vừa về tại chợ ô tô miền Bắc luôn. Đó, chiếc Hyundai i10 động cơ 1.0 được sản xuất năm 2014 với số hộp số tự động các bác nhé. Bác nào mà quan tâm mẫu xe này thì anh nhanh tay nhấc máy alo liên hệ với em theo số điện thoại cũng như Zalo của em 0389726738 các bác nhé. Còn bác nào mà xem qua video của em lần đầu tiên thì hãy cho em xin một lượt đăng ký và chuông thông báo để liên tục cập nhật tất cả mẫu xe mới về trong ngày. Tại địa chỉ của em là chợ ô tô cũ miền Bắc, chợ ô tô cũ miền Bắc, địa chỉ km 47 Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Vâng, một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị bạn ở video sau ạ.